Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh trung cổ. Hôm qua thì mình đã có một cái miếng da từ cái con Min Lion nè. Đồng thời thì cũng có được kha khá những cái vảy rồng. Thế nên trong ngày hôm nay mình dự định là sẽ làm một cái set đồ bằng vảy rồng đó nha. Mình không biết là với set đồ bằng vảy rồng đó thì lượng giáp nó có nhiều hơn là giáp kim cương không nữa. Để mình coi thử nha. Giáp rồng coi nhiều hơn. Được. Vậy thì chần chờ gì mà không làm. Mình sẽ làm coi. Nón thì chắc mình vẫn dùng cái da của con sư tử đi, tại vì mình thấy nó bảo vệ khá là tốt nè. Mình chỉ làm áo quần với ủng thôi ha. Áo. Rồi ủng. Cuối cùng là một cái quần. Sao không? Chỉ cần 3 món thôi. Và đi cường hóa nhẹ lên nữa. Mình còn phải có thêm ngọc Luli thì mới cường hóa được. Đây, không có nhiều đâu, chỉ có 9 cái thôi và vừa đủ để cường hóa 3 món luôn. Trùng hợp thiệt sự. Rồi lần lượt là áo trước. Lightning Focus cấp độ 3. Renzi cấp độ 3. Trời ơi. Toàn những dòng lạ quắc lạ queo không à. Không dòng nào quen biết hết á. Thôi quốc đại đi ha. Có cường hóa còn đỡ hơn không. Lượm. Rồi nó cho mình thêm một dòng nữa. Đó là Surprise Gift cấp độ 3. Món quà bất ngờ hả. Không biết nó cho mình gì đây. Kệ, mặc vô thử trước đi. Rồi tới cái quần. Ồ, cái ủng. Cái ủng là Fire Trail cấp độ 2. Test Better cấp độ 2. Rồi tới cái quần đi. Ui, cái quần không cho thêm dòng rồi. Một cái đôi ủng có dòng warm cấp độ 4. Ok. Như vậy thì mình đã cùng hóa xong một cái set đồ rồi. Toàn là những dòng lạ quắc lạ quơ đối với mình thôi. Hơi lo nha. Tại vì mà cái set đồ mà enchant những dòng mình không rành ấy thì cũng hơi căng thẳng một xíu. Rồi, và trên tay mình còn có một cái tổ ong nữa nè. Cái tổ ong này hồi nãy mình có test thử á, là mình sẽ tạo ra những bé ong để kiểu như là bảo vệ mình. Giống như là mình ra lệnh thì những con ong sẽ chích vào những cái mục tiêu mà mình kiểu như là nhắm tới á. Cái này khá là hay nên mình sẽ giữ lại trong người đi ha. Còn về vũ khí, mình đang định là làm một vài cái vũ khí mới để mình coi. Mình còn những cái que hôm qua làm dư đâu rồi ta. Không biết dục ở đâu mất tiêu rồi. Đấy, làm thêm những cái que mới đi. Lấy thêm chỉ trong đây ra. Làm cái handle ha. Rồi, từ cái handle mình coi. Hôm qua làm cái saber đánh, tính ra nó cũng không ngon lắm. Nên mình định là làm một cái món vũ khí mới. Long sword. Để coi nào. Long sword là có 6.75 sức tấn công hả? Mình thì đang định là một cây kiếm rồng từ những cái xương rồng này nè, nhưng mà mình đang thiếu một thứ là wither bone, xương đen á, xương của những anh xương đen. Hay là hôm nay mình xuống địa ngục ta? Xuống địa ngục thì mới gặp được những anh xương đen đó. Ok, quyết định vậy đi. Hôm nay chắc mình sẽ đi xuống địa ngục á. Và trước khi đi xuống địa ngục thì để mình nâng cấp cái ba lô mình lên cái đã. Hiện tại thì mình có một cái ba lô cấp độ da nè. Mình muốn nâng nó lên ba lô cấp độ sắt. Rồi từ sắt thì mình sẽ nâng lên thành ba lô cấp độ vàng luôn. Để cho nó tăng cái sức chứa lên. Đi khám phá mình sẽ chứa được thiệt là nhiều đồ ha. Đây, giờ mở lên. Để nó to hơn hẳn rồi nè. Tốt quá. Giờ thì mình sẽ lấy thêm hai cái khói để mình chim ở bên ngoài nữa. Làm một cái cánh cổng địa ngục ha. Làm ở trong nhà luôn cho nó chiến. Làm ở bên hông này đi. Ngay chỗ nào ta, chỗ nào vừa đẹp ta. Cái này nó toàn số lẻ không à. Hay da. Số lẻ thì mình lấy thêm một chút hắc kim thạch nữa đi. Làm một cái cổng số lẻ luôn. Mình cũng có tương đối nhiều hắc kim thạch mà. Sợ gì. Rồi làm cái cổng ngay vị trí này nha. 1, 2, 3 xuống.
Rồi cái cổng này là cổng bao bự luôn. Đi ra đi vô là không sợ bị chật ha. Rồi giờ thì kích hoạt cánh cổng lên. You need to you near the right lighter. Near the... What the hell? Mình cực... Ui dồi ôi. Vậy luôn. Hộp quẹt thường không dùng được. Mà bắt buộc là phải dùng một cái hộp quẹt chế tạo từ Solava mắt mà với sắt. Bốn cái kết hợp lại với nhau. Rồi, giờ thì đi múc thôi. Chứ cục mắt ma, cục mắt ma thì thường thường ở những cái tàn tích cổng địa ngục á, nó cũng ưa có lắm. Nên cũng không quá khó đối với mình đâu. Ê? Ở đây có cái con tên là Rambo gì nè. Ui. Ui chết, tao mình lại đục chúng nó rồi. Ui dễ thương vậy. Nhỏ xíu à. Chân ngắn lắm luôn á. Mà không có cưỡi được, hơi tiếc một xíu. Thôi để bây giờ mình sẽ đi đào cục mắt ma với lại múc dung nham nha, để làm cái hộp quẹt qua địa ngục cái đó. Khổ ghê á. Rồi cái em Butterfly Leviathan vẫn còn ở đây nè. Hình như bình thường em này, bình thường em này hơi nóng tính nha. Nóng tính quá. Ngầu đẹp mà nóng tính quá. Đi ngang xíu làm gì căng. Thôi đi tiếp thôi. Kệ. Mình lo cái nhiệm vụ của mình đi. Còn em Leviathan đó, từ từ rồi cũng sẽ về đội của mình thôi. Không có gì phải vội hết á. Rồi giờ trước mắt là mình phải ghé qua những cái tàn tích cổng địa ngục. Mình nhớ là hôm qua lúc mà mình qua ngôi làng này thì mình có gặp được một vài cái tàn tích mà ta. Đúng. Bên đây có một cái tương tự tàn tích thôi. Và nó cũng có cái gạch cái gì ta? Cái cục netherrack á. Netherrack. Đúng rồi, netherrack. Này cục này nè. Một cục là mình làm được. Nung lên là được một cục gạch rồi. Giờ thì còn thiếu nhung nham thôi. Giờ kiếm nhung nham mới mệt nè. Không có là mình phải đi xuống tích dưới hang. Mình kiếm mấy cái hồ lava mình đào á. Ủa mình múc á. A few moments later. Ok, có đồ mình lấy đồ. Cũng lợi mà, cái nào cũng có lợi hết á. Coi đồ gì nào. Cho mình một cái mũ, mũ cáo nè. Một cái cung. Một quyển sách. Soul Healer. Hình như cái này có thể dùng được để hồi máu hả. Healing. Thôi giữ đi. Còn mấy vật phẩm phụ trợ mà. Cái cung này một xíu mình mới test được sức mạnh coi như thế nào ha. Sao đằng kia có con dung to vậy? Mẹn đét ơi. Con dung siêu to luôn. 3 mũi tên rồi nè. 4 mũi tên là đi. Trời, cung mà cũng mạnh dữ chứ. cung mới nhặt được hơi bị mạnh luôn. Ngon. Rồi, lượm da của nó nè. 10 cái da luôn. Đã. Tới lúc mà mình cần tìm những cái tàn tích cổng địa ngục thì không thấy đâu hết. Mà lấy đâu ra những cục mắt ma đây ta? Mắt ma... À! Hình như cái chỗ kim tự tháp dưới biển nó cũng có cục mắt ma. Mình nhớ rồi. Thiệt luôn á, xa tận chân trời, gần kế bên nhà luôn mà không để ý. Giờ mới nhớ ra. Ui! Đây ai vậy? Cướp hả? Ui! Cướp trên sa mạc. Cứ bóp trên xe mẹt. Cái tên này láo thiệt. Cướp bóp trên xe mẹt á. Bắn cùng không? Bắn cùng không? Cùng mới của mình hơi bị mạnh. Bắn thành pháp sư hai cái đi luôn. Chưa kịp làm phép nữa là đi mất tiêu rồi. Ui cái cung mới này nhặt đã ghê luôn á. Hơi bị mạnh luôn. Thích ghê, thích ghê. Thôi giờ thì về nhà để đi. Đi gần nhà để lấy những cái cục mắt ma thôi. Chứ tự nhiên lạc trôi lên đây chi cũng biết nữa. Thiệt luôn á. Ui nó còn rớt ra cái
cái túi smell kìa. Túi này lượm có khoáng sản lắm, khoáng sản được nấu sẵn luôn. Đó, cho mình vàng, đúng không? 7 iron ingot, à không, sắt. Trên đường trở về nhà thì mình thấy ở dưới nước cũng có một cái tàn tích cổng địa ngục nè. Có lý, có lý. Nè, có cục mắt ma rồi. Đập, đập, đập. Một cục. Mình cần có 4 cục như vậy. 2 cục. 3 cục. 4 cục. Rồi, đủ chỉ tiêu rồi đó. Giờ thì mình còn thiếu những cái xô nhung nham thôi. Cái này chắc phải đi xuống hang múc á. Chứ trên này thì tìm hơi khó rồi. Ok, đủ chỉ tiêu. Giờ thì mình đi tìm nhung nham thôi ha. Ê, đằng kia còn có cái con butterfly levitan màu trắng kìa. Không chỉ có màu đen giống như con gần nhà mà còn có con màu trắng nữa. Ui, đẹp thiệt sự. Xinh xinh xinh. Ôi, đằng kia còn có, ôi, đằng đây còn có rương nữa chứ. Mình phải tranh thủ mình đi khám phá lẹ. Tại vì cái thanh thể lực của mình nó gần hết rồi cơ. Hết cái thanh đó là mình chết queo á. Nguy hiểm lắm. Rồi, đập. Đập cái lòng spawn. Lẹ 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 lẹ. Ao. Cắn cắn cái gì nữa đấy. Cho mình một chút đồ. Có chút xíu đồ à. Ồ, quá trời đồ, giữ luôn nè. Áo các thứ. Đường vào, à đây đây đây, đường vào đây. Theo như mình nhớ thì chỗ ngôi làng dưới này nó cũng có nhung nham. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có một chút nhung nham ở đây nè. Mình múc ở đây cho nó tiện ha. 1, 2, 3, 4. Rồi, vừa đổ rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vô theo công thức chế tạo. Coi coi, ui nó không có hiện ở đây rồi. Con nhện này nữa. Con nhện màu tím. Con nhện màu tím này. Để mình coi công thức lại. Đây. Sẽ làm 4 cái giống như vậy ha. 1, 2, 3, 4. Đó, 4 cái giống như vậy nó mới chịu đó. Sẵn tiện dưới đây nó có lò nung không? Có lò nung không vậy? Nhìn lại không có. Ui, không có thiệt. Ui, mình nhớ nó có cái lò nung mà. Trong này đúng không? Trong này có không nhỉ? Ui, không có luôn. À, mình nhớ rồi, hôm bữa mình lượm hết rồi còn gì đâu. Mèn ơi. Hôm bữa mình vô đây mình lượm hết trơn rồi. Trời, đúng rồi. Bởi vì chỗ nào mà đi ngang giờ mình tìm lại chắc không còn cái nịt luôn á. Thôi gì lên trên nung cũng được, mệt ghê á. Nung lẹ để mình còn chế tạo nào. Làm một cái bật lửa thôi mà nó công phu tới vậy luôn á. Bực hết cả người. Ô, ui ui ui. Mình phát hiện ra một bí mật. Là mình có thể chế tạo được netherite. Một cái mảnh này. Chính cái mảnh nhỏ mình sẽ làm được một cái mảnh bự hơn xíu. Rồi từ hai cái mảnh bự lên xíu mình sẽ làm được một cái vụn. Và bốn cái vụn thì mình sẽ làm được một cái phôi. Tới cái củ kiệu rồi, trong tương lai khi mà mình xuống được địa ngục đúng không? Mình sẽ đào thiệt là nhiều những cái cục mắt ma và múc thật là nhiều lava nữa. Rồi trong tương lai là mình sẽ sớm có một set đồ netherite hoặc là vũ khí bằng netherite thôi. Rồi, giờ thì chế tạo thôi nè. Cuối cùng thì cũng làm xong cái bật lửa để qua thế giới địa ngục rồi. Đó, chỉ có vậy thôi đó. Mà sao quần nãy giờ. Làm khó mình ghê á. Để coi coi mình sẽ xuất hiện ở đâu đây. Mong là một chỗ tốt tốt một xíu. Chỗ mình xuất hiện nó cũng tương đối tốt đó. Tại vì nó không có giữa hồ lava ha. À, mình đã mở ra thêm được một cái gì chưa? Ồ, nhận được đồ nè. À không, một cái quyển sách thôi. Còn bên cái thành tựu đi đánh boss thì mình có được thành tựu khi mà giết được con rồng nè. Nhận phần thưởng luôn. Hai quyển sách. Một quyển này nè, mình cần phải tìm cái Nether Keeper và cái con gát để mình tiêu diệt ha, là hai con boss bên thế giới địa ngục. Từ từ thì cũng sẽ tìm được nó thôi. Giờ thì còn quyển sách này. Quyển sách này cho mình biết thông tin về những cái con quái vật. Ồ.
Ra là vậy. Ôi, còn cái nút nào để trở lại trang đầu vậy? Hình như đây. Khoáng sản, những cái vật phẩm, khá là nhiều thứ hay ho ha. Nói chung thì những cuốn sách này cho mình biết thêm kiến thức thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ tập trung vào chuyến khám phá hơn. Để coi coi. Cái gì? Nữa? Dẫm phải cây núm thôi mà mất cả đống máu rồi. Oh no. Thiệt luôn á. Được. Hết núm độc rồi tới. Cái này giống cái quả mọng ngọt vậy. Sao qua đây mình... Nữa kìa. Mình đụng vô cái gì mình cũng mất máu được hết á. Wow nha. Đi tới đâu mất máu tới đó. Chưa có chiến đấu hết mà bị hư giáp rồi nè. Bực thiệt á. Để xem nào. Ui đường này đường cùng rồi, đi khó quá. Chứ phải băng qua khúc này một lúc nữa thì may ra mới gặp được cái vùng đất khác á. Nữa nè, nữa nè. Ui, có cái lầm spawn luôn. Đạp. Lầm spawn của những anh zombie big man ha. À, cho mình vàng. Sắt. Một cái ổng. Nói chung thì... Ôi chết, táo hoàng cường hóa nè. Tốt, 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 tốt. Ngon, ngon. Được đúng trái táo hoàng cường hóa là xịn á. Đây là một cái hang rồi. Ơ, sao mình nghe tiếng gì ộp ộp ta? Đây nè, đây nè. Thì ra, phát ra từ một cái con ếch. Ui, con này. Nó có đốm đốm này. Lạ nha, lần đầu mình gặp luôn á. Có đánh mình không em? Không đánh mình. Nó giống như con ếch hay con cóc vậy á. Gì á. Rồi, giờ thì chắc mình băng qua hồ lava thôi. Tại vì mình có một cái đôi ổn giúp mình đi xuyên được hồ nhung nham luôn nha. Rất là xịn luôn. Đi trên nhung nham rất là tự tin ha. Rồi. Tới cái vùng gì đây? Bầu không khí nó đã đổi sang một màu khác rồi. Cũng hơi sợ sợ thiệt. Ở trên đầu có cái con gì cơ? Để lên trên đó coi thử. Không, đó là một cái quặng. Không biết đó là quặng gì ta. Dưới địa ngục tính ra cũng có nhiều khoáng sản lắm. Quặng này đen thui ha, đào hở. Có chế tạo được... Ôi! Nó đâu vậy? Ủa mình đào xong nó đi vô đâu rồi? Ê đừng nói nó đào xong nó lọt vô ba lô nha. Ê! Đào xong nó dục vô ba lô luôn. Quặng này thì mình có thể dùng làm chất đốt. Chắc mình gỡ cái này ra đi, tại vì mình không cần nó lượm vô ba lô giùm mình đâu. Hèn gì nãy giờ mình đào các thứ nó không có vô kho đồ mà nó vô hẳn trong ba lô luôn. Rồi. Coi nào. Hôm nay sao mình xuống địa ngục mình cảm thấy yên bình ghê luôn á. Không con nào mà nó đi cà khịa mình hết. Bình thường bị cà khịa thì hơi quạo, nhưng mà bữa nay không bị cà khịa thì hơi buồn nha. Ai đó xuất hiện cà khịa đi. Chứ gì buồn lắm. Đã vậy còn không gặp được công trình nữa. Kìa, bắt đầu gặp những cái con quái vật rồi. Bắt đầu có con để mình cà khịa rồi. Này thì ha, con Ray, con đó tên là con Ray ha. Rồi đây là cái vùng gì đây? Cái vùng này những cái có những cái cây rất là lạ luôn. Không ổn lắm, không ổn lắm. Chuyến đi khám phá địa ngục này hơi toang rồi. Mình nghĩ là nó sẽ thất thu đây, không có được công trình gì để khám phá. À đấy rồi. Mới nói không có công trình. Mình gặp được một cái con gì nè. Con này tên là con im. Khi mình farm thì nó sẽ rơi ra những con im nhỏ hơn. Có con nó rơi ra quyển sách luôn cả. Được đấy. Quyển sách cấp độ 10 luôn nha. Có thể ép vô giáp á. Và mình sẽ xem coi công trình này là công trình gì mà nhìn lạ vậy. À, thì ra là nó giấu đồ. Mèn đét ơi, phải đập ra thì mới phát hiện được. Thảo nào. Nè nè, hình như phía trên này còn một cái lồng spawn nữa nè. Nó mới xuất hiện những con im từ phía trên á.
Ra là vậy. Phát hiện được mấu chốt rồi. Để coi nó giấu cái lồng spawn ở khúc nào. Hồi nãy là nó xuất hiện từ phía trên này. Đây là có quặng Nether Lapis. À, ngọc Luli ở dưới địa ngục. Thiệt nó cản đường mình ghê luôn á. Mấy cái con im này. Mình đào cũng không yên với nó. Ý, nãy mình thấy nó xuất hiện từ trên này mà. Gì vậy? Lạ thiệt á. Né né ra nha mấy con im này nha. Wow nha. Quýnh. Thích đánh nhau không? Thích cạc hay không? Ui. Ui vậy cái lầm nó nhét ở đâu nhờ? Nè nó nhét trên này. Rồi. Trong rương nó cho mình những cái lọ máu. Ui lọ máu mình có thể dùng được luôn hả? Hồi thì ghê quá. Tưởng đâu cho gì cho lọ máu. Thôi. Ghê thiệt sự. Rồi bây giờ thì mình đã lạc qua cái vùng nó có màu xanh tươi một xíu rồi nè. Hiếm lắm mới gặp vùng xanh tươi á. Còn có những cái gai gì nữa đây. Đây giống như là hệ thống hang vậy. Ui, từ khi nào mà địa ngục bắt đầu có sự sống xanh tốt như vậy. Lạ thiệt. Nhắc tới địa ngục là mình chỉ nghĩ tới những thứ mà kiểu tối tăm rồi chết chóc thôi hả. Ghê thiệt. Rồi. À hình như đây rồi. Mình đã gặp được một cái base sàn rồi. Chính xác. Và trong đây cũng ưa có dấu đồ lắm nha. Mình sẽ đi khám phá thử. Đến chưa? À đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được đường lên. Và nghe, ở đây có cái con Bích Liên thông báo. Con này hung lắm á. Nó chặt một phát là hơi bị thốn ấy. Đừng để nó chặt. Những con Bích Liên con. Bích Liên con nè. Hơi bị cháy đấy. Đừng đùa. À, nó chạy, con kia sợ chạy cả. Ui còn có mấy anh. Có mấy anh người bò nữa. Đâu ra mấy anh ngu ma vương này vậy. Thôi. Hết heo ma dương rồi tới ngu ma dương nữa. Nghe ra đi. Rồi cà kẹt tới đó thôi. Giờ mình sẽ lục tìm đồ ha. Xuống bên đây không có rương rồi. Qua bên đây coi. Nó có cái end crystal gì nữa nè. Nhìn xịn lắm. Làm được một cái loại khoáng sản. Nâng cấp giáp luôn. Chính xác thương. Vũ khí thì chính xác thương luôn nha. Nâng cấp giáp không biết là được bao nhiêu giáp. Trời, sao con này đánh đau vậy. Đánh gây cháy luôn kìa. Mình cần phải hồi phục lại. Mình chưa có chống lửa được. Nên nó đánh mà đòn nào gây cháy là thốn lắm. Rồi sách gì? Scalding Spike. Một quyển sách siêu thoát hả? À mềm mại. Được. Hợp lý á. Rồi giờ thì ăn rồi uống nước cho nó hồi phục lại ha. Rồi mới đi tiếp được. Không là ha, sắp mặt dưới này đấy. Kiếm đường nào an toàn đi xuống trước ha. Đây đường này có vẻ an toàn. Nhưng mà nãy giờ chưa lượm được cái rương nào luôn ấy. Bên đây có rương không? Mang đất ơi. Mang tiếng đi khám phá basin mà nãy giờ chưa lượm cái rương nào trong basin hết. Người nhà quê thiệt. Rồi tìm đường xuống thôi. Magma Land, dùng đất magma. Kìa, đây rồi. Có lý, ở dưới có lý á. Bây giờ mình sẽ thử nhảy xuống đây. Đừng lọt, hên. Ôi ngồi nhảy xuống đây đi đâu nữa. À, đi xuống dưới tiếp. Yes. Xuống dưới rồi lại đi lên. Ao. Chỗ này có rương đúng không? Không đúng. Gồ, thôi xong rồi vô góc cục ơi. Ai cho người hội đồng. Hội đồng nè. Nó thấy mình vô đường cục cái nó hội đồng mình. Khốn kiếp chưa. Rồi dưới này cũng không khó rồi. Sao kỳ vậy ta. Nhớ trong đây cũng nhiều rương lắm mà. Sao mình tìm. Hình như mình tìm không đúng hướng đó. Thử lại. Thử lần cuối nè. Trở lại lên trên đi. Thiệt luôn á. Không có bữa nào mà đi khám phá địa ngục mà nó mượt. Ui con điệp con bay bay ghê á. Trời ơi. Con sương gì kỳ á.
xương đen đâu cục tay chân hết trơn rồi. Đồ quyền Ngô Ma Dương đâu ra vậy? Ngô Ma Dương nè. Để mình tìm căn phòng chứa rương trong cái bay sành này mới được. Chứ nãy giờ mình đi tìm mấy chỗ đâu đâu không à. Đây rồi, cái rương đầu tiên. Ồ, rương đầu tiên đã cho mình một cái nón Wither cộng thêm 1.25% hút máu. À, đổi cái nón này vô là mình sẽ được hút máu ấy. Cái mắt ma nè, tốc độ linh hồn, cái nỏ, cái hộp gì đó, bonus shot cấp độ 4 luôn. Nghe dòng lạ vậy. Khi mình đổi cái nón xương đen này vô á, mình sẽ có thêm hút máu đó. Mình sẽ thử nha. Dòng hút máu thì mình rất là thích luôn. Khi mà mình yếu đi thì mình có thể tận dụng cái khả năng cận chiến của mình để mình hồi phục lại tương đối tốt. Rồi bên đây nó còn có cái lồng spawn nè, mình đập đi. Mở rương hở. Trời ơi, không có đồ gì luôn. Buồn vậy. Nãy giờ đi tìm đúng được một cái rương à. Mình cũng lục kỹ lắm mà sao không có thấy ha. Nó ém rồi. A few moments later. Ý? Ém hả? Ém hả? Chơi mà chơi ém. Chơi mà chơi ém nè. Nó ém cho đã xong rồi vàng nó để ha. Một đống ở đây luôn. Cho cái tội để vàng hớ ha hớ hẩn hả? Mất hết nha cưng. Lần sau mấy cưng quay lại đây là còn cái nịch. Nhiều khi không còn cái nịch luôn là lần khác ấy. Bao nhiêu đây? 16 khối vàng. Thời tới cản không kịp. Rồi, còn gì không? Ngoài vàng ra thì hết rồi. Hết trơn rồi. Nó để vàng lộ thiên vậy xong á, nó không còn dấu rương ở dưới luôn. Cái túi Nature. Cái túi này mở ra mấy cái đồ lạc vặt không à. Ồ, như vậy thì cái base này mình đi 5-6 vòng thì mình chỉ loot được có một chút đồ ha. Ok, khó còn đỡ hơn không. Mình sẽ bắt đầu cất bớt mấy thứ linh tinh vô ha. Xíu về nhà rồi mình lục lại mình review sao. Giờ thì đi tìm công trình tiếp nè. Nãy giờ đi lanh quanh cũng tìm đúng được một cái base. À, và mình gặp được những cái anh kiểu như là đá ba sồ khổng lồ nè. Mấy này thì hiền á, không có quýnh mình. Được, chịu á. Hiền gì thì còn dễ thương. Có mấy anh hung dữ lắm. Cũng giống vậy mà cà khịa mình ấy. Mình không thích mấy cái thanh niên giống như vậy. Còn bây giờ là mình phải tìm đường đi lên nè. Ui, như vứt hết đá hả? Sao? Vứt hết đá thì mình tự đào đá mình đi lên cũng được. Này, lên. Nè, trên đây lại có thêm một cái chỗ giống như khi nãy nè. Có những con im á. Mình sẽ không vô đó nữa đâu. Sao khu vực này nhiều mấy cái anh ba sò khổng lồ này vậy? Đằng kia lại là một cái lồng spawn gì nữa kìa. Hình như là lồng spawn của mấy con im á. Không biết có phải hay không nữa. Ở bên đó kiểm tra thử coi. Nếu mà lồng spawn khác thì tốt. Ở đây có hắc diệm thạch màu xanh nè. Lần đầu mình gặp luôn á nha. Không, đây là spawn của những con khác nữa. Đây là những con quỷ. Ác quỷ. Devil nè. Cho mình lại lọ máu. Ui, mấy con ác quỷ này nó trong rương nó chỉ toàn máu không à. Mình đánh nó mình còn bị dính hiệu ứng lửa xanh nữa cơ. Thôi, không đánh nó đâu. Đánh nó mang quạ nữa. Chưa đánh ngụm nó thì mình đã bị đốt cháy ngụm mất tiêu rồi. Cái vùng này lạ thiệt á. Ơi, sao phía bên kia mình nghe tiếng cái gì phát nổ cơ. Qua bên đấy kiểm tra thử coi. À, bên đây là một cái kim tự tháp. Kim tự tháp dưới địa ngục. Xem thử nào. Liệu rằng trong kim tự tháp này sẽ cho mình những cái món đồ gì xịn sò hay không. Ui, sao cháy ghê vậy. Rồi luôn, nó nổ tanh bệnh luôn rồi. Thanh niên nào vô kim tự tháp mà để nổ như vậy vậy. Đồ đạc người ta dân tùm lum. Cái này là một cái gì đó để... Ồ, yên cưỡi. Nè, đồ dân tùm lum luôn. Quậy không à. Chắc là mấy anh zombie Batman vô đây quậy chứ không ai đó.
đồ nó văng tùm lum. À cái này có cây kiếm sắc bén cấp độ 4 nè. Tốt, mình giữ lại đi, để có gì mình tách ra. Vũ địa ngục. À, còn gì nữa không? Hết rồi, hết đồ giá trị rồi. Buồn thì chứ, mình nghĩ là có một vài món đồ nó đã bị rơi xuống lava rồi, cháy rồi đó. Mình chưa kịp vô nữa là mấy thanh niên này tum tướp mà làm mất đồ của người ta. Wow nha. Đồ đẹp để cho mất, uổng thiệt. Không sao không sao, mình tạm thời bỏ qua cái đó đi. Và mình phát hiện phía bên này nó có một cái chỗ giống như là căn cứ của những cái tên cướp dân làng nhưng mà phiên bản dưới địa ngục vậy. À, nhìn cũng hoành tráng đấy. Được đấy, coi thử trong đây có gương không. Nè, có dấu gương nè, một cái găng tay. Ui, lại một cái đồ ủng nữa nè. Và một cái bản đồ tìm tới cái base. Cái ủng mình đã có rồi á, nên mình sẽ không nhặt nữa đâu. Còn cái găng tay này mình có đeo vô được không? Nè, có slot găng tay nè. Được nha, nó sẽ cộng cho mình sát thương hả? Sao mỗi đòn đánh. Ui, coi cái tay của mình nè. Nhìn kỹ thì cái tay của mình nó đã được trang bị cái móng vuốt á. Đã vơ được một chút đồ xịn rồi. Tốt đấy. Coi còn cái rương nào giấu nữa không. Mình tìm kỹ không rồi, rương nó ưa giấu dưới nhung nham lắm. Rồi qua chỗ trung tâm. Nè, chỗ trung tâm lại có rương giấu nè. Một cái dòng cường hóa ép vô nỏ cấp độ 7. Lắm. Lên lầu coi. Ừ, trên lầu thì lại không có rương. Hơi tiếc vậy. Bên đây lại thêm một cái rương nữa. Tiếp tục là một cái bản đồ đi tới khu vực Basin. Á, có vàng nữa nè. Lắm. Vàng miễn phí. Trong này còn dấu đồ không? Không có dấu đồ. Ủa, như vậy cái chỗ này là cái chỗ để cho mình loot đồ hả? Chứ nó không có con nào đứng canh giữ hết á. Khá là easy cho mình lượm đồ luôn. Rồi, chắc mình sẽ thử bật cái bản đồ này lên coi. Mình sẽ đi tới một cái basin. Ui, nhưng mà ở dưới địa ngục á, cái bản đồ nó sẽ bị xoay 360 độ luôn. Nhìn kỹ nè. Cái mũi tên á, nó xoay 360 độ luôn. Ghê thiệt. Nhưng mà mình vẫn đi được đúng hướng nè. Ảo ma Coca-Cola thì chứ. Rồi, đúng hướng thì đi thôi. Ê, nhưng mà khoan. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái này... Ui, cái cột này là con gì á? Đừng có đánh nữa. Con này con gì kìa? Wow, cái nỏ mình đúng mạnh luôn. Mình bắn... mình bắn một cái chết cái con to đùng rồi. Nổ xịn. Trời, cái nỏ bonus shot cấp độ 7 này khỏe thiệt. Không biết là vụ nỏ đó là từ cái nỏ tạo ra hay là do nó chết nó nổ nữa. Một xíu mình sẽ thử bắn lại cái nỏ này nha. Quá dữ luôn. Hình như cái basin này là cái basin hồi nãy mình vừa khám phá nè. Phải không vậy? Mình thấy nó quen. Kìa, đúng rồi, có mấy block mình đặt kìa. Ui, bịp rồi. Hai cái như một à. Buồn thiệt chứ. Sau khi trở về nhà thì mình sẽ đi ra ngoài này, mình tìm con nào mình test cái nỏ lại coi. Hồi nãy mình bắn cái con ở dưới địa ngục á, nó nổ rất là to luôn. Không biết là do cái nỏ hay là tại nó nổ nữa. Mà bắn lại. Ui, sao lần này hết mạnh thôi. Eo. Hồi nãy còn mạnh, giờ hết mạnh rồi. Chắc tại cái con kia nó yếu hay sao ấy. Mình bắn một phát nó chết luôn à. Con nhện cho mình quyển sách Spy cấp độ 1. Không xịn lắm. Nhưng mà hôm nay khi mà xuống địa ngục thì mình lại nhặt thêm được một cái vật phẩm bổ trợ cho cái phần cánh tay của mình. Ui, mụ Medusa. Medusa nè. Lụm cái da gắn luôn. Rồi, ngoài ra thì mình còn thêm được một cái. Cái này không biết gọi là cái gì nữa. Có gắn vô cái slot bổ trợ được không vậy? Coi nó có gắn vô được cái nào không. Không gắn vô được cái nào hết. Công dụng của nó thì sao? À, nó sẽ tạo ra cho mình một lọ thuốc bất kỳ hay sao nè. Mình vừa tạo ra được một lọ thuốc tốc độ. Cái này giống như là cái vàng pha thuốc di động vậy đó. Được nha, hợp lý.
thêm một cây nỏ nữa nè. Khá là nhiều nỏ trong một ngày luôn. Thử cây nỏ này coi. Trời trời trời, cây nỏ này bắn một cái mắc được có 5 trái tim rưỡi thôi à. Còn cái này, cái nỏ bonus shot này thì sao? Ui, bonus, cái nỏ bonus shot có vẻ mạnh hơn nè. Bắn một phát mất khá là nhiều trái tim luôn. Cỡ 6-7 trái tim gì đó. Cũng ok đấy chứ. Và chuyến thám hiểm ở dưới địa ngục này thì tạm được thôi nhá, chứ không gọi là may mắn lắm. Trong thời gian sắp tới, mình sẽ cố gắng nâng cấp vũ khí lên nè, để mình có thể chiến đấu tốt hơn, chứ mình thấy vũ khí của mình vẫn còn khá là yếu á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.